Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng nha. Hôm nay mình sẽ tô tượng người nhện đỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng, và tượng hôm nay của mình sẽ là người nhện mắt xanh. Bây giờ mình sẽ tô nha. Quay tô tượng nó cái mắt đỏ đi. Bây giờ xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng, và tượng hôm nay của mình sẽ là khủng long lùn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng, và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng khủng long thô bạo. Bây giờ mình bắt đầu nha. Đâu? Quay tô tượng nó đi. Bây giờ mình sẽ pha màu nha. Mọi người bây giờ mình tô nha. Hôm nay giờ mình tô mắt màu đỏ nha. Mắt con này phải màu trắng chứ. Màu trắng chứ. Nhưng mà tiếp bảo cô tô màu đỏ, cô tô màu đỏ. Mình tô màu đỏ vậy. Không thích tô màu trắng. Trắng này đồng của cô đây này, áo kia là mặt đây này, áo gì vậy này. Đúng rồi. Còn một cái chút tí. Giờ mình sẽ tô viền mắt màu đen nha mọi người. Viền mắt tượng của mình màu đen nha. Mọi người ơi, phần mắt người nhện của mình đây nha. Mắt người nhện của mình đây nha mọi người ơi. À, bây giờ nhện trước ngực là mình tô màu xanh nha. Quan tâm nhiều màu, tô nhiều màu thật. Bây giờ khủng long của mình sẽ là mình tô sừng màu vàng vàng. Một con này con mắt thấy của anh tô với con này sợ. Chắc mấy của anh vui thích rồi. Chắc của anh tâm thích nó. Chắc của anh thích vui. Mọi người ơi, sừng màu vàng nha. Bây giờ mình tô sừng màu vàng nha mọi người. Cô đang quay kìa con. Chúng ta đi chúc ra hoa tiếp. Phần mắt mình tô màu đen nha mọi người. Cô tô nước hai con này thôi, cô về mà. Sao
quay lưng tôi mà nào bỏ ngay xuống nó dính vào khung hình của cô, bỏ tượng xuống. Mọi người hai mắt màu đen này, hai mắt màu đen này mọi người, chờ chữa màu xanh nhé, chữa màu cam. Mọi người ở đây phần màu cam này, phần màu cam này mọi người. Mọi người ơi, phần tượng của mình đây. Đây phần tượng của mình nha mọi người. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục tô tượng nhá. Mình sẽ bắt đầu mình sẽ tiếp tục với phần mặt đi. Sự mình phải kết thúc rồi, hai người hai lối riêng. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, tượng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây là tượng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Chán quá, hôm nay làm cùng đi làm một mình buồn như con to.